Khéo khéo bê đó con. Đây là những kỷ vật ở ở lăng vua Hải Đình. Bạn Đức Vinh đang tới xem này. Cái này là các cái xu này. Ồ, xu đồng, xu bạc của hồi xưa đấy. Rồi tiền hồi xưa này. Cái tiền hồi xưa này. Một đồng này. Một đồng này. Đây là cái gì hả chú? À, 12 con giáp. Không, 12 con giáp đi nhé. Đây là đầy màu sắc huy hoàng lộng lẫy. Và vì đây là sản phẩm giáp bạc thủy tinh, nó mua ở nước ngoài về đập ở các trang trí đăng cổ. Nó được lúc trong lò hơn 1000 độ C, cho nên gam màu và hai hòn. Húp đẹp hơn. Điện cổ điện tích cổ. Trường hầm, tương ngoài vật thể, vừa chưa. Nó đang đi cùng đây. Thông qua bàn thờ vào phần mộ là những hoa tường, nó xây bằng bê tông, cột đá, gỗ, rồi đẩy vua vào trong này. Đó là hình ảnh đầm tang của vua. Khiêng bộ từ kinh đô lên đây dài mấy cái số. 100 người phải khiêng nổi quan tài, 100 người phải khiêng nổi dòng dục triều. Con cháu để tan cả đường, nó an tả vui vui, hoa tường này. Đây nơi ăn tạng của vua đây. Dạ tưởng tượng là đem về cũng ăn tình. Từ đây từ vua hồn. Vua sang bạc như hồi chờ. Người ta bày tường ngành nghề thủ công. Vua để dự cảm thấy đẹp. Thuê người ta đục tường mình đem về đặt ở lăng tẩm đem muôn đời. Tạc giả là hai người Pháp. Ông đi xin và ông Pháp về yên đồng tạc giả nhận gọi thầu này. Họ là hai nhà mỹ thuật nổi tiếng của thế giới đầu thế kỷ 20. Đúc bằng đồng trong lòng rộng, tỷ lệ thật một một. Từ về tới Huế vua giao cho thợ vàng mà lên. Nhiều vàng cho nên cả trăm năm nó không bị màu đen đồng. Bên này vua ngồi trên ngai vàng, tư thế nghiêm nghị, mình mặc hoàng bào, đầu đội lăng bào, hai tay cầm ngọc trận khuê, hai chân đi hia gạt lên ngai con lân. Tây thì họ vẽ truyền thần làm từ ý như thần, thể hiện được thần thái, thể hiện được hòa tiết trên lóc bào, nếp gấp của áo, nếp gấp của giày, tạo ra sự sinh động. Bề rộng họ làm ba tầng tam tài thiên địa nhân là bồ vua, sâu giữa này 6 mét lên. Đường hầm từ ngoài bậc cấp đầy vô đen, không dầu sạc gì cả. Trên vua ngồi dưới vô nằm, trên là biểu bán. Alo. Rồi tôi xuống. Biểu tượng mặt trời lặn. Trên này là bằng bê tông mà y như tơ lùa. Bên trong là thờ từ, những văn hóa từ thời đó. Chúng ta chụp hình ở đây là lấy được tượng bự tá. Và ngoài này chụp lên là có những con rồng. Thì nửa cho hồi ra sống người đã chụp lên ló chí mơ là về mà. Chị em phải chụp ở bức tranh. Bố mùa may mặt thành phúc cả. À, bây giờ gia đình mình chụp hình lại vua năm lại cầu cho mẹ cháu và thôi chủ đi xuống đây. Rồi lên cái cọc vào đó. Nắng khổ ấy. Nắng lắm. Sorry, excuse me. Come on. Chào. Ai đây mồ?
Thank you. Của ai vậy? Không phải của ai hết. Trước mặt Lăng Càn Quang Hùng Vĩ. Đây là... Đó là cái cầu tuần cao tốc hiện đại Bắc qua ngã ba sông Hương. Lăng có thể nổi hình rồng châu hộ phục. Bên trái là núi Kim Sơn, tượng trưng con rồng xanh. Bên phải là núi Thiên An, con cọp trắng, châu vào lăng mộ vua. Ngọn đồi trước mặt đây là tự tường, hình tượng bốn con voi đang quỳ. Ngăn gió sông Hương thổi vô trong này, thi thể vua bền vững không lồng phong. Đứng trên cầu đó nhìn lên núi non trầu về, nó đẹp. Bên kia là lăng cạc chúa Nguyễn, vợ chúa, một thời oai hùng chinh chiến mở còi, chết về nằm. Bên đó còn có hai lăng đầu triều, Gia Long và Minh Mạng, rất nổi tiếng. Bên này lăng Khải Định nhìn về các bậc tiên đế, nó đẹp. Hai nhánh sông Hương nó khởi nguồn từ đây. Nhánh bên trái bắt nguồn từ rừng quốc gia Bạch Mà, gối đầu về bàn hiu của Đà Nẵng. Nhánh bên phải bắt nguồn từ tầng huyện A Lưới, giáp Lào. Sau khi vượt qua nhiều gành thác Trường Sơn, nó hợp nguồn ngay trước mặt lăng này, rồi chạy vào đô thị, ra làng ven đô Hòa Phả Tam Giang, ra biển Thuận An Tư Hiền. Dòng sông như dải lùa, trong xanh hiền hòa. Hai bên bờ là thành quách lâu đài cung điện, chùa chiền Lăng Tẩm. Mùa này nó lặng lờ, làm nên nên thơ của mảnh đất này. Con sông dùng dần, con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên hủy rất sâu. Vì mà không có sông Hương, câu thơ suy nghĩ giữa đường thanh rơi. Tổ Hữu là nhà thơ lớn, quê Huế kháng chiến ra Bắc, gọi bạn bè hèn thống nhất đưa mọi người về Huế, đến địa danh này ngã ba tuần. Ông làm bài thơ có tựa đề Trùng Hoa Tím. Thủy chung tình bạn trùng hoa tím, hôn hít mùi hoa từ Huế gần. Bữa mô mời bạn vô chơi Huế, còn hẹn buồn dâm ngược bên tôi là bên này. À, chẳng những nó đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà lắng tầm đền đài. Khi mưa ở Bạch Mà nước về đục, dòng Á Lưới về trong veo, đứng trên cầu nhìn dòng trong dòng đục hòa nhau ngoạn mục và ngược lại. Bởi vì Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nặng đục bên mưa quay. Chúng ta đến đền đây là 125 bậc, thêm 2 bậc đường 127 là 100 tuổi. Điền đóm này bây giờ mình sai nữa, mình đủ nguy hiểm, ta phải bắt hệ thống điện khác. Hồng nán chuông giỏ này, 100 năm, mình là vô thăm nhân mộ. Mình, hai ngôi nhà bằng đá nằm trên căn cao một trang, 42 ngọn núi, chầu vàng mồ vua và hoàng hậu, nó nằm trên kim, cả ba tôn. Và đó là lúc mà đây là những giá thầm về lăng Hương. Đây vào lăng. Lâu đài này có tên gọi Thiên Đình Cung, ba chữ lớn trên cao nó được tiền sạch, cung trời đã đình. Nội thất gọi là cả thành diện, sự thành công viên mãn, khúc thạc cải hoàn, vui vẻ. Vì thế không có gì buồn mà quy luật của đời người. Mình đang sống đây là gửi hạt cho về ngôi nhà muôn đời của vua Khải Định. Bên ngoài là màu xi măng nguyên phong, vì đó là màu thời gian và chiến tranh.
tranh hơn trăm năm dài dầu nữa là thời kỳ phát triển của là hai cuộc kháng chiến rất là khốc liệt, ảnh hưởng rất nhiều là nội thất cày một quạt lồng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.